chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7, app Hưng Yên TV Go. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy Hưng Yên về một số vấn đề trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác đối ngoại mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là định hướng chiến lược phát triển của tỉnh dựa trên 3 trụ cột chính: công nghiệp hiện đại, thương mại dịch vụ gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ làm việc với các bộ ngành trung ương và trình chính phủ xem xét giải quyết. Đồng thời, Bộ sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao các nước để đẩy mạnh hợp tác quốc tế và kết nối tỉnh với các đối tác. Năm 2022, huyện Văn Giang giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công gần 630 tỷ đồng. Đến nay, huyện mới giải ngân được trên 150 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 23%, chậm so với kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện thời gian qua chủ yếu tập trung vào các công trình dự án triển khai hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với số vốn giải ngân gần 125 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng, cộng thêm giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến một số đơn vị nhà thầu chậm triển khai dự án. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Kim Động đang tích cực ra quân xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại các địa phương với tinh thần quyết liệt, dứt điểm các vi phạm. Tính riêng trong nửa đầu tháng 8, hơn 200 công trình vi phạm trên địa bàn đã được giải tỏa, tháo dỡ toàn bộ. Theo rà soát, toàn huyện Kim Động có trên 700 vi phạm phát sinh trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017. Huyện Kim Động đã quyết liệt vào cuộc đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện, trong đó tiến hành phê bình, kỷ luật và tạm dừng điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hiệp Cường, Ngọc Thanh, Song Mai để tập trung thực hiện kế hoạch 93A. Kết quả đến nay đã giải tỏa trên 500 vi phạm, đạt tỷ lệ trên 60%. Tính riêng trong tháng 8, đồng loạt các địa phương ra quân giải tỏa các vi phạm, 2 tuần đầu tháng đã xử lý, tháo dỡ được 255 công trình vi phạm. Đến nay, các địa phương như Nhân La, Phú Xá, Phạm Ngũ Lão, Phú Thịnh, Chính Nghĩa đã cơ bản giải tỏa xong. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện tháo dỡ các diện tích vi phạm còn lại, đảm bảo kế hoạch huyện, tỉnh giao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, mới đây, 3 hộ dân trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đồng thời di rời tài sản, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm. 3 hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp gồm ông Vũ Văn Vương ở thôn Xuân Nguyên, ông Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Toàn đều trú tại thôn Tượng Cước. Đây là các hộ trong quá trình chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả đã tự ý xây dựng lều lán để ở, chứa đồ, công cụ lao động. Hiện trên địa bàn xã Xuân Trúc còn tồn tại 12 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Xã Xuân Trúc phấn đấu đến đầu tháng 9 sẽ cơ bản thực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm và không để phát sinh vi phạm mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ký các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 4 di tích, cụm di tích trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đình chùa Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, đình thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Quái Châu, đình Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, đình Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 264 di tích cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh và 175 di tích cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia. Ngày 18 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình, danh sách không có tên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng. Ông Ninh Văn Chủ, nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh bị cảnh cáo vì đã chủ trì tổ chức tham dự tiệc chia tay nghỉ hưu, gây dư luận xấu, hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 19 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo. Ông Ninh Văn Chủ đã chủ trì tham gia các bữa tiệc chia tay giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tối 18 tháng 8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang xác nhận đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận vụ 40 người làm thuê tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di về nước. Những người này nói họ phải làm việc mà không hề có tiền bạc, đã vậy còn bị đánh đập nên họ tháo chạy về Việt Nam. Hiện tại vẫn còn một người mất tích trên dòng sông Bình Di, thị trấn Long Bình. Trước đó khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện bắt giữ 40 người. Theo nhóm người này, công việc hàng ngày của họ là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam. Mâu thuẫn xảy ra trong quá trình điều khiển xe ô tô di chuyển trên đường. Một người đàn ông đã lấy dao dựa trong cốp xe ra, dọa chẻ đầu tài xế, khiến cư dân bức xúc. Đoạn clip được ghi lại tình huống xảy ra tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo người chia sẻ clip, anh đang đi trên đường dừng đèn đỏ ở làn giữa được phép đi thẳng. Một chiếc xe Vios dừng ở làn chỉ được phép rẽ trái. Nhưng khi đi qua vòng xoay thì người này cố lấn làn, chèn xe của anh để đi thẳng nhưng không được. Vì thế, đôi vợ chồng đi trên xe ô tô 5 chỗ vượt lên trước rồi chặn đầu xe của anh. Sau khi bước xuống xe, người đàn ông hùng hổ lấy trong cốp ô tô chiếc dao dựa, tiến tới, chửi bới, đập cửa xe, dọa chém tài xế. Người phụ nữ đi cùng trên chiếc xe đó cũng liên tục lớn tiếng chửi bới tài xế. Tối 18 tháng 8, tin từ Ủy ban Nhân dân phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Võ Minh Lâm, tạm trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Bắc Vân về thành phố Cà Mau. Tuy nhiên, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khóm 7, phường 6 thì bất ngờ mất lái, tông vào cây xanh trước nhà dân chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến một người tử vong và một người bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12 mét. Tài xế cũng bị thương nặng nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhật Bản ngày 18 tháng 8 ghi nhận 255.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục theo ngày, trong bối cảnh nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 7. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, biến thể dòng phụ BA.5 của Omicron là chủ đạo. Làn sóng lần này đã chứng kiến số ca mắc vượt mức kỷ lục trước đó là 250.403 ca, ghi nhận hôm 10 tháng 8. Số ca mắc tăng mạnh gây áp lực lên hệ thống y tế. Tỷ lệ giường trống tại các bệnh viện giảm dần và tỷ lệ tử vong cũng như số ca có triệu chứng nặng đang gia tăng. Một tòa án tại bang Kerala, Ấn Độ vừa ra phán quyết, trong đó tuyên bố các cáo buộc quấy rối tình dục đối với bị can không có hiệu lực vì người phụ nữ tố cáo mặc trang phục khiêu gợi. Tuyên bố của tòa án tại bang Kerala cho phép ông Chandran, một nhà hoạt động xã hội kiêm nhà văn 74 tuổi, được tại ngoại sau cáo buộc quấy rối tình dục. Ông này đã gửi hình ảnh của nguyên đơn cho rằng nạn nhân đã mặc quần áo khêu gợi. Thông tin trên đã gây ra làn sóng phản đối tại Ấn Độ. Ủy ban phụ nữ bang Kerala tuyên bố việc tòa án lấy trang phục làm căn cứ để biện minh cho các cuộc tấn công nhằm vào phụ nữ là sai lầm không thể chấp nhận được. Trong trang phục quần jean, quần thể thao, hàng chục nữ sinh Ethiopia đang tìm niềm vui với bộ môn thể thao trượt ván, xóa bỏ những định kiến của xã hội với nữ giới. Những cô gái này là thành viên của Ethiopia Girl Skater, một nhóm toàn nữ được thành lập bởi các vận động viên trượt ván. Người sáng lập nhóm này chia sẻ, cô lập nhóm để trao quyền cho phụ nữ trẻ, những người thường đấu tranh để tham gia các môn thể thao mạo hiểm, vì niềm tin phổ biến ở Ethiopia rằng các cô gái nên ở nhà và giúp đỡ cha mẹ của họ. Kể từ khi thành lập, nhóm đã tổ chức dạy hơn 150 cô gái cách trượt ván. Mặc dù Ethiopia là nơi có nhiều nhóm trượt ván, nhưng giới trượt ván chiếm ưu thế.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.